ឡើយជើងអឡូវយើងចូលទៅរឿងមួយជាករណីចាបាត់ខ្លួន 3 ថ្ងៃប្រទះឃើញដេកកាប់មុខហើមស្អុយនៅក្នុងទឹកដក់ក្នុងដីលោកចាសម្លេងខ្ញុំបានចាបាទ cứ ở bờ mà nè nó propon tour pháp ở chỗ bay thay phải tay khơi cặp mộc nơi non tật đọ nơi non đầy lô tùm đầy môi cái lánh đã thật nơi lưới cầm nạp hơi chơi lệ muối non phô mở chơi ẩm bẩn phần cắt các ba có khăn ở miền trời hạt can ấy cướp nhập áo nơi mỏng muối phải phẩm nơi tiền ở phía thay thì đập ram tờ là pháp ẩn đây tập cặp mộc chơi non prey rồi bọ nô miền trung một tháng phơi phóng phết pro ở chỗ hai phẩm bay chín năm trên nè chạm đầy nơi tôn mục đầy lô cả hạt khẳng lửa hai tiêu lầm nơi nơi bà tè lệch bài bàm bay phơi lốm phùm có nửa ría phần ca nửa rốt khăn miền chay miền bà bốn chmô mệnh nà rón à dụ phai phở bàm chân nắm chì côn gầm bất nơi phô chân nửa than phẩm bạc miền hình khnông khai chà bàn khnông bực khai cư gọt bàn bạc khai hạ phẩm đà là nâng miền côn bùn nẹ phrey bay bro mà nẹ côn tì môi chmô anh phở phẹ ayu đập ayu farm phục môi chín năm pet free con thịt bít cho mồi anh phục pon pet free ayu mà pay bầm bốn chín năm nằng con thịt bít cho mồi anh phục pan pet pro ayu mà pay môi chín năm hay con thịt bốn cho mồi anh phục pan đi pet free ayu đập bốn chín năm phục free chia bầm bốn ban lại đăng thái chặt tăng pi bật ngày tì đập pi tờ la còn lò mộng đây tờ pháp mộc đây cứ mình châu pha hai con ban tờ pháp phu mà chặt đây đây phần tem mà chặt đây bật thái con từ hạt tờ tệ thay cả hạt bong bong mà chặt đây ban từ mưa đây nô rock nẹt chăm đây ắt khơi đau rock co bật khơi đây cặp một flap bằng đẹp tập hơn từ hơi giờ thua anh mình cáp nhập a tèm mà đòn ô pun giờ còn dùng bảo khốn nữa nè chan hai em chưa pro đang nói chuyện cái này cả hai bạn đang tha chun chun rong rúa phật phra phật vong chỉ riêng rồi thằng ấy rồi cho tứ đã lợp được nong tắc trầm chừng cùng hai tụm nong chỉ phật phra phật vong hai cho tự đã lợp nó cứ ở trường đua cặp một cho nong tắc của flap cho ăn miên đẹp đằng rồi hột ham với tự miên đẹp đằng bé đai propon con đăng hai cái miền ca tạ flop thua ai con free chibong ồ con free chibong ấy chà dùng rõ hốt phần lọc chùm này phật rây chìa propon tôn chừng cung nơi cả lãnh cả hẹt tam ca thua cơ phò bị cháy rồi bóng mặt cái chùm lý flop đề phạc lông tập chà hai phập trời krom cổ phá dọc tự thua bọn ta vào bây nên nơi bọn ở phê flop mà xa mấy nhí khi ông bán chùm việc chùm nơi bỏ miền đăng hai nơi con free chibong rồi bỏ con rồi bỏ xạ xóm và dùng tòa tạ sản lọc nật lục bục bê bà chậm này em mặt đai nó có sờ lọc và môn côn dùng là tiền bà thưa mấy lập bục bỏ dương ta hơi nhiều cả là sờ lọc tới chân khơi nhé bà nào giờ thòm na lọc tới khơi lập bục tự đặt lọc rồi còn tự đại mấy những cái hào men hào lọc về hào xây môi tiết đây thì lấy chứ bà nào tới lấy luôn bà đây lâu là tìm bấm phốt ấy lâu đi là bục bỏ niên tự bán sờ lọc ta hơi đời xa tệ bà nhà luôn tự và tay nâu cả lành tự nóng bà tam kì án thà tự tình nóng mình chia trâu bà màn thì bà này con sẽ ta con và khơi lập bục sạp lạp ta hơi và con và con sạp sạp tiết á cha con ok bà thưa mấy bà bán sạp ta hơi mùi ơi tự bọn nó quạt tâu bà mình đang chỉ quạt ở khóm trăng rồi xì chỉnh chấm con bán thông bà năng ta hơi tại lâu quạt sạp bà ta hơi mà ok này sau sọc sừng rê nó cru xà mùi mà nít lộp bọc quạt để đã thật đã nè tam tru cha cái hai thật tru nè mền tru ấy là cái hai tru cái hai tha phải thế trong trong mót nè và chân nộ mấy cái và ta hờ dừng và to ta rương mối tiết mà nó chia sau của nền tất cả một cổ xa môi đời xa lập bục mặt đai lập bục là bỏ con bán xa lạp đời xa lùng tật ta hơi mà ta hờ lấy dân cho từ cả này mối tiết đại cam mà có phẩm nóng cứ thật lệ bì lơ rồi tìa cho anh tì bay bà đào rô rồi bột thông khả nạ đài bê rịp chấm chất chập mong thưa ca hơi cầm bông tài chà vi cà đà bông pháp tè rỡ chướng trô cà đà bông thưa ai cầm có phẩm nông mà nẹ thay lại bì chôn thị bây cầm bông đọc bây mẹ bằng đà là ai rượu bố krom khăn nông nâng bay cà ba bằng chôn tập chư ba nâng tì bê bà cò phẩm ạ hẹt cà nê cà la nâng mong đọc nâng phai phẩm bàm nê tì bật ngay tì đập bàm tà lá nâng mật đông vị trí lại chi phim phần thơ mốc phần ca tạc lọ tì môi khăn tù cột hai cà mà coi phẩm nóng thật lại bây rồi tìa cho anh tì bây miền chung một tháng hà ấm phết bro ở chung mà phê bàm chân nắm phần nơi cà rà thăng cà nàng cà hẹt phần nơi cà nơi phrog ở phai ấn tớ khai bài vệnh
ប្រពន្ធព័ត៌មានពីគណៈកម្មការដែលជួនជនរងគ្រោះទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យប្រកាសសម្មបានដល់ដឹងថាជនរងគ្រោះទើបតែមកធ្វើការបានតែ២ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃកើតហេតុបានឡើងទៅវិក្កដាពំនៅជនទី៣ដើម្បីចាក់បេតុងគណៈដែរកំពុងតែវិក្កដាពំចិត្តដល់ម៉ោងចុះទៅហុកបាយហើយប្រាប់តែរអើជើងចានឹងរទាបណ្ដាឲ្យធ្លាក់ពីជនទី៣មកដល់ជនក្រោមចាបៃក្បាលហើយនឹងក្រុមខ្នងភ្លាមៗនោះអ្នករួមការងារបានដឹកជនរងគ
រវិញឡើយចាហើយសូមបញ្ចប់រឿងនេះសូមបន្តទៅមួយរឿងទៀតចុងក្រោយគឺថ្ងៃឈប់សម្រាកដប់ប្រពន្ធដើរលេងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របួសធ្ងន់ខាងប្រពន្ធម៉ូតូ125ពណ៌ខ្មៅជិះទៅបុកម៉ូតូ Viva Free Phone 7ពណ៌ខ្មៅជិះពីអ្នកប្តីប្រពន្ធបណ្ដាលឲ្យដួលធ្លាក់ប្រពន្ធរងរបួសធ្ងន់គ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 7:45 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី15តុលានៅចំណុចមហាវិថីសហបរិវីកែនឹងផ្លូវបេតុងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃទាសង្កាត់ចំចែកខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យប្រពន្ធព័ត៌មានបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុម៉ូតូ125ជិះចេញពីផ្លូវបេតុងក្នុងភូមិចាក់ជ្រូកក្នុងទិដៅពីជើងទៅត្បូងឆ្ពោះទៅផ្លូវសហបរិវីបានបើកទៅបុកជាមួយនឹងម៉ូតូ Viva ជិះគ្នាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធធ្វើដំណើរក្នុងទិដៅពីលេខតកើតបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីជាប្រពន្ធធ្លាក់ពីលើម៉ូតូដួលរងរបួសធ្ងន់ក៏បានបញ្ជូនទៅជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈដែរចា៎បាទហើយសូមបញ្ចប់រឿងនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញសូមងាកទៅមើលរឿងនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទរឿងនៅខេត្តបាត់ដំបងនោះមានរឿងការបៀតបៀនគេខ្មាស់កាលពីយប់មិញនេះគឺមានខាងកងរាជអាវុធហត្ថនៅខេត្តបាត់ដំបងបានបៀតបៀនគេខ្មាស់ទៅលើក្មេងស្រីម្នាក់ខណៈដែលឪពុកម្ដាយរបស់គេបាននាំទៅកំសាន្តលេងនៅឯនៅក្លឹបកំសាន្តបុផាទឹបដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកម្មកសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបងដែលស្ថិតនៅក្នុងហាងនោះមានភ្ញៀវចេញចូលជាច្រើនបាទបើតាមការអាងពីអ្នកស្រីវ៉ាន់សារិនអាយុ45ឆ្នាំនិងលោកខ្យងប៊ុនធឿនបាទអាយុ50ឆ្នាំមានតួនាទីជាមេបញ្ជាការវរៈសេនីយ៍មេបញ្ជាការវរៈសេនាតូចស៊ើបការភូមិភាគទី5ត្រូវជាឪពុកក្មេងស្រីដែលរងគ្រោះដោយសារការបៀតបៀនពីខាងកងរាជអាវុធហត្ថបើគាត់និយាយថាពួកគាត់បាននាំកូនស្រីមកហូបចុកមើលគេរាំច្រៀងលេងក្នុងក្លឹបពី3ដងហើយកន្លងមកនេះហើយកូនតូចតូចមកជាមួយផងជាមួយនឹងមានគ្នាចំនួន10នាក់ដែលជិះឡានតូច3គ្រឿងមកលេងជាលក្ខណៈគ្រួសារដូចសពដងព្រោះថ្ងៃសម្មិញថ្ងៃសម្រាប់បាទពួកគាត់បន្តថានៅពេលដែលហូបចុកមើលគេរាំច្រៀងក្នុងក្លឹបខាងលើរួចត្រូវគេគិតលុយក៏ចេញទៅហើយកូនស្រីរបស់គាត់នឹងបានចេញទៅឈរចាំជាមួយនឹងប្អូនតូចនៅច្រកទ្វារចេញខាងមុខមុនក៏ស្រាប់តែមានបរិសចំណោមក្នុងចំណោម3នាក់បាទមានម្នាក់នឹងដែលចេញពីក្លឹបនេះដែរលូកទៅកាន់គេខ្មាស់របស់ក្មេងឆ្មៃនាងតូចនេះបាទទៅកាន់សដន់កាន់អីចឹងបាទដែលធ្វើឲ្យលពុកដែលជាមេបញ្ជាការមួយរូបដែរនោះមានការខឹងសម្បាដែលប៉ះពៀទៅលើកូនរបស់គាត់ហើយគាត់បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅហើយបាទពួកគាត់តតថាក្រោយពេលដែលប្រតាយបតបឲ្យចាប់បរោះទាំង3នាក់នោះពួកគេគម្រាមថាខ្លួនជាកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបាត់ដំបងហើយតែនឹងខ្លះទៀតថាជាកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសផងហើយកុំខ្លាំងប្រយ័ត្នអញយកកម្លាំង2ឡានមកចាប់ពួកឯងហ៎ពេលដែលទៅបៀតបៀនគេខ្មាស់កូនគេហើយបែរជាទៅគម្រាមគេចឹងទៀតបាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះលោកស៊ូឌីដែលជានាយសេនាការិយាល័យព្រំប្រទានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តហ្នឹងគឺបានទទួលស្គាល់ថាកូនចៅមែនតែក្មេងៗនេះធ្វើផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងលោកថាសុំសម្រួលគ្នាទៅតែបើសម្រួលគ្នានៅទៅនោះមិនបានទេមានតែប្តឹងផ្ដាល់ទៅតុលាការបាទពេលនេះឥឡូវនេះកំពុងតែមានការប្តឹងផ្តល់គ្នាហើយដោយសារតែខាងកងរាជវុធហត្ថនោះគាត់បានបៀតបៀនគេខ្មាស់ទៅលើកូនស្រីរបស់គាត់បាទនេះជារឿងរ៉ាវនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមបញ្ចប់ទៅនឹងទូឲ្យគាត់ចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចុះពីព្រោះថានេះវាបញ្ហាហើយព្រោះហេតុអីបានជាទៅលេងសើចគេអញ្ចឹងបាទហើយគ្នាក្មេងតូចផងណាបាទឥឡូវយើងសូមបញ្ចប់រឿងប៉ុណ្ណឹងហើយមកចុងក្រោយនេះសូមជម្រាបជូនឈ្មោះដែលប្រិមិត្តរបស់យើងបានផ្ដល់ជាជំនួយតាមរយៈហងមាសទៅចែកជូនអ្នកលិចលង់ដោយទឹកជំនន់នៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយខេត្តនៅសម្រាប់
sắp đà ní hoàng miên nâng nôm dốc ở chùm nuôi tàng ní tự đo khát bạch đồng bóng tự khôn ông sốc ai phân hùm bạch chùm nuôi tì mùi miên lúc xây kích chăn đà rá prôm tàng bốt mùi rôi đô la xa rọt ẩm rích gọt nộp nộp bình lúc xo xuân nâng phẹt đi dê prôm tàng bốt mùi rôi đô la nộp nộp bình và lúc chia mau nâng phẹt đi dê prôm tàng bốt đọc mơn riêng lúc mặt xiên xiên mà mặt xiên xiên là pi mơn riêng nơi khăn của bông chám và nơi của hàng bông chám mặt à hông hồ mặt à hông nơi khăn của bông chám bay mơn riêng y tu prom tàng bót pram mơn riêng nơi Phnom Penh và nẹ srei so tổ la so tổ la so tổ la nơi à thi à chi bộ co lục đô nâu khát stung trai hà sập đô la nè srei so tổ la à chi bộ co lục đô nâu khát stung trai hà sập đô la bạc hơi nâng lục kì sô nâng phẹt đi dìa li mây prom tàng bốt nâu phùm tua tài chán sân cắt bệnh anh khăn miền chế đọc mơn riêng bạc lục ô ba sọ kì hâu khi hậu phiêu nộp tiền lấy chất sập bầm buôn phàu mồi học sập bấy tua xoài bầy môi khăn chấm cà mòn ôp thấm mồi roi đô la sao đặt ẩm lấy bà nẹt sợi bao sợi ôn prom tiền bớt nâng trao trao nâu bồ rây bê hụt bằng sao ôp thấm mồi roi đô la mồi roi kẹ อุปธรรมมีดับแก่ดังมีอุปธรรมจะถ้าอุปธรรมมีดับแก่บอกคือหนักในจอมอุปธรรมมีดับแก่ลูกรูพ้นหนึ่งแผลดีเยอะดับเดือดละลูกรูสกรูสกจีดรูโซสกจีดปีเหมือนเดียร์มาต่อเสร็จละจับดำ គឺជំរាបជូនខាងលោកហួតហ្វុកហ្វានិងគ្រូហ្វាឧបត្ថម្ភគឺចាបួនម៉ឺនរៀលហើយនៅខាងដាក់ទៅខាងនោះទៅអានហើយដាក់មកខាងនេះមកកុំអុយខាងលោកជ័យលឹមយុហ្វ្រីចាគឺនៅខាងសង្កាត់បឹងកក់ទី2ឧបត្ថម្ភ 20,000 ឬ 1,000 ចាហើយមានលោកអុកហួននិងម៉ាក់ជុំឧបត្ថម្ភខោអាវមីពីកេះលុយ10,000 រៀលចាលោកតាមីនលោកតាចាលោកតាក្រុមគាត់មកជួបខ្ញុំលោកតាមីនយនហ្នឹងលោកយាយភឹមគៀននៅផ្ទះលេខ 232 ផ្លូវ12 ផ្លូវ13ផ្លូវ14ក្រុមសាយសពីសង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញឧបត្ថម្ភ500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ແລະព្រៃមកកំសៀននៅយូអេសអេចំនួន50ដុល្លារលោកស្រីអយលោកក្រណាត់នៅអូរិស្័យ60,000រៀលអ៊ីហុងនៅសៀមរាប40,000រៀលអូបាសិកាហេងទូចនៅជ្រោយចង្វាឧបត្ថម្ភ20ដុល្លារហើយនិងលោកលាក់ហ៊ុនឧបត្ថម្ភខោអាវមួយកបោកចាអូបាសិកាតែបុនគីមនិងអូបាសិកាអូបាហ្វាក់តែបុនគីមនិងអូបាសិកាអឹងឆៃស៊ីមព្រមទាំងបុតឧបត្ថម្ភគឺ10,000រៀល ចាឈ្មោះហ្វុកជលសាហ្វុកជលសីហ្វុកសិតហ្វុកជលសានិងហ្វុកជលធាហៅពេជ្រម្នាក់10,000ទាំងអស់ចាគឺសរុបទាំងអស់50,000ចាអ្នកហ្វ្រេមម៉ាច់លក្ខណៈឧបត្ថម្ភ20ដុល្លារហើយនិងលោកម៉ករ៉ាឌីនិងភរិយានៅខាងហ្គាសវត្តភាពឧបត្ថម្ភមេដ12កញ្ចប់និងអង្គ20គីឡូ និងអង្គ20គីឡូក្រាមចំនួន12បេតូចចាហើយរួមជាមួយនឹងលុយ60,000 រៀលហើយនឹងលោកតាំងហកកននិងអ្នកហ្វ្រេប៉ោខឹម
hàng lộ còn lán chỉ hào phục hà lấy cứ chui ở bát thấm đập mền riết cha nâng ok chui ở bát thấm đập mền riết hai nâng hàng lộ dây cha riết đập mền riết cứ mà phải mền này cha lộc phơi u liêng nâng phải là chia cứ mười rồi đờ là cha hai chụp chụp năm mươi tiền cứ nơi ở cảnh nhà mới phải há trăm đờ là cha bạn hãy xem chim rìa chun bay mất bao nhiêu để cùng phụng để tu sanh hoàng miên mà cha chấm nuôi để bàn phật đòn món nó miên tiền hãy mua khác tiết ta sẽ lại dương ở về khác cọt cọt ta nấu khăn nóng ở nấu khăn nóng ở Ivan bọc cọt á đó vì chắc dương ở bàn hay à ăn món chắc được chuột luôn tại ở mặt tân á thì bạn hãy chấm nuôi khác tiết cùng phụng nơi nấu ở khang cái lấy lụt đi phật tử cam ô xây bao nhiêu nó nấu nó toàn vô mỏ vô khác tự đặt nên nung hay khác tiết và tam mấy nhỉ bay mất bao nhiêu cọt một đo giật than đi nhưng tại mà bà nên một đòn thàn đi hái và tình tiết dừng chọc vì càng nghiền thì tớ càng nghiệp xài toàn tớ dừng được chụp cho mùi quạt tại một đòn hai bên mất để chọn tớ chai chùm nuôi to xong tớ cho mùi khiến bộ chọn tớ và tớ khẳng khát bắt đầu bóng nấu khăn ông sốc ai phân hùm và chẳng khăn ông chùm nào bà chìa bộ đọt để cập phung tế lịch lũng dương mà chưa rước bà chìa bộ đọt bây rồi cửa xa phần tế là khai thả ẩm nói ọt cực đo chùm luôn lược vì nâng chẳng dương cầm đọt bây rồi phần tế bờ ta mà nhà thơ còn bạp thân lịch luôn nấu một đồng bọn nâng pram rồi bà bà ta lấy chả mưa thật ta ông nói bởi dưỡng bà sân chia đo pram rối dương chai ở đo khúc pram rối đang tèm đó bà bà ta tàm dương dơ chìa bật thóm xong bà nhà thơ nâng sẵn sẵn rồi bởi đòi xa dương tật đó dọc bây rồi cô xa sân bà chạm đó xong thèm bà lưu tất bì rồi tiết xong mắn tất thèm tiết đang tèm đó bà chẳng phải mất bà chọn tớ của tớ tớ bà xong bà chìm hóa đàm bây chui chạy kì bà bà ta xâm nạp bà lý hẹn xảy lá dương đàm màu tớ hai bà hay bên vừa liệu bao nhiêu đó thì mình chọc từ hai từ tiền này chôn xong mà xìa dài khi anh ta chọn bắt to từ tiền đang ở bàn này trong pin đạn xe lá xong mà chọc thầm đang chọn chừng chụp nên là thứ hai sẽ ai bắt to tiền hai muốn được mình chọc tới của xong ở côn này trong phù hợp đầy mật để bàn com tro hoàng mi phần miền tăng bị đam rồi đòi chọc hay có ở côn trong phù đại cú phần dịch cam sponsor đại tài để com tro tăng bị đam rồi đòi chọc đài mà hai sản phẩm nhà con phải sẽ nút complete đã ông tan tu tu hoàng mi nếu khẳng nông mưa tam giờ ông tan khơi hai chẳng xong mà scan tới mà sân chỉ mưa ở khơi xong chụp auto scan tới đã mấy ở khơi mưa tam giờ on tan mà đã sản phẩm bên liền đi ở trong chung mùi đang xảy ra room chung mùi đang cầm càng nghĩ xong chung điểm đi chụp nên là thằng ai sẽ tỏ tiền bạn bộ ray phèn hột nó mà chun được cầm rong thay mấy cứ the star quad theory sự thật là tam bản nói phải ông nhà mong rất thì chỉ cam cố sự thì chỉ vẫn luôn nơi bài toán sao mày tam bây giờ số lâm hai cái tháng hai tịch nâng cấp hạt phàm đó trong nửa chỉ mỗi cây hạt than đó sầm bố bài vì là khuyên đó so so pia vì là luôn là o hốt ca kịch nâng vì là côn cạn chiếc pin xe miệng bản nói chun là tu tăng không bằng